Xin kính chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh của mình. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với cô chú anh chị và các bạn một loại cây mà nó sẽ có công dụng là giúp chúng ta ngủ ngon, trị bệnh về các loại đau xương khớp. Chúng ta trị các bệnh về huyết áp thấp là một cái loại dược liệu bồi bổ cơ thể chúng ta. Ngoài ra thì nó còn trị được những cái bệnh về liệt dương, trị bệnh về sinh lý, rất là hay. Đặc biệt là cái loại cây này nó có thể giải độc được cái cây lá ngón mọi người. Đây là cái cây ngũ gia bì. Thì cái cây ngũ gia bì này người ta ví như nó là một cái loại thần dược trị bệnh rất là hiệu quả và được xem như là một loại nhân sâm quý. Nó vừa bồi bổ cơ thể, vừa được trị nhiều căn bệnh, chống oxy hóa rất là tốt. Nó có công dụng là giảm động mạch vành để giảm triệu chứng là bị cái triệu chứng nhồi máu cơ tim, vỡ động mạch, trị về bệnh phụ nữ suy nhược cơ thể. Nó chống phóng xạ và giải độc rất là tốt, nên nó giải độc được cây lá ngón rất là tốt. Nó giúp chúng ta tăng cường về cái tuyến sinh dục, tăng quá trình chuyển hóa và sinh lý tổ chức. Một số chất còn có khả năng kháng tế bào ung thư, kháng virus. Và đây là bài thuốc giúp cho trị về đau nhức xương khớp, tăng cường sinh lực, giúp ngủ ngon, trị về yếu sinh lý liệt dương từ cây ngũ gia bì này. Ta sẽ lấy 100g cây ngũ gia bì khô, ta bỏ vào một ít rượu để tráng cái thuốc. Sau đó thì chúng ta đổ cái nước rượu đầu tiên bỏ đi và dùng 1 lít rượu 30 đến 40 độ bỏ vào trong cái cây ngũ gia bì khô này để chúng ta ngâm. Và cô chú anh chị và các bạn có thể ngâm nhiều hơn, với số lượng lớn là 1 kg ngũ gia bì khô với 10 lít rượu, và chúng ta sẽ ngâm trong thời gian là 1 tháng thì sử dụng được. Liều lượng sử dụng, chúng ta sử dụng một cái ly nhỏ cỡ ngón tay, 2 ml. Chúng ta có thể sử dụng trong bữa ăn, trước bữa ăn và sau bữa ăn đều được. Đặc biệt là những người huyết áp thấp á, sử dụng cái loại rượu ngũ gia bì này rất là hiệu quả nha. Và chúng ta lưu ý là chúng ta không sử dụng cho những người bị cao huyết áp. Bài thuốc thứ hai là chúng ta sử dụng cây ngũ gia bì khô. Sau khi chúng ta dùng cây ngũ gia bì phơi đã, phơi thật khô thì chúng ta sẽ tán thành bột, và dùng cái bột này chúng ta sẽ vò viên cùng với mật ong để cái viên của nó là khoảng hạt đậu phộng cùng với mật ong để uống. Chúng ta uống trước bữa ăn hoặc sau bữa ăn cũng được, mỗi lần uống là chúng ta uống khoảng 5 viên. Và cái bài thuốc thứ hai này dành cho những người bị huyết áp thấp và những người bị suy nhược cơ thể. Và ngày xưa người ta cũng hay nói là cái rượu ngũ gia bì uống vô là ngủ ly bì, bởi vì trong cái cây ngũ gia bì nó có cái tính chất là an thần, cho nên nó giúp chúng ta ngủ rất là ngon. Ta dùng đủ liều lượng, không không dùng quá liều thì nó sẽ không tốt. Dùng đủ liều lượng và đúng cái cách dùng cũng như là hợp với cơ địa của chúng ta thì căn bệnh của chúng ta sẽ mau chóng nó sẽ rất là hiệu quả, nó mau chóng lành lặn ha. Cái bài thuốc thứ ba là bài thuốc giải độc cây lá ngón. Khi mà chúng ta lỡ sử dụng cây lá ngón đó, nó rất là độc tính, cho nên là chúng ta sẽ sử dụng cái cây ngũ gia bì để giải độc. Bạn sử dụng cái vỏ của cây ngũ gia bì sắc với nước. Lấy vỏ của ngũ gia bì khô 100g cùng với 3 chén nước và nấu sắc lại còn 1 chén, chia làm 2 lần uống trong ngày, sáng và buổi trưa, thì nó sẽ có thể là giải độc được cái chất độc của lá ngón. Ba cái bài thuốc từ cái cây ngũ gia bì rất là đơn giản, cũng như là công dụng của cây ngũ gia bì, nó giúp cho tăng cường sinh lý cũng như là đau nhức xương khớp và an thần mất ngủ, rất là hiệu quả. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã lắng nghe mình chia sẻ. Cô chú anh chị và các bạn thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.